Facebook, mạng xã hội là những thứ đã quá quen thuộc đối với giới trẻ, nhưng không có nghĩa là nó chỉ dành riêng cho các bạn trẻ. Thời gian gần đây thì nhiều người cao tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng là đi học cách sử dụng Facebook và các mạng xã hội hay là công nghệ để có thể kết nối với người thân, với bạn bè dễ dàng hơn. Ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Tối. Dù đã hơn 60 tuổi, nhưng bà Liên vẫn đều đặn đi buýt tới lớp để học Facebook. Trước kia, bà thường viết thư tay cho em gái bà. Nhưng giờ, bà Liên có thể trò chuyện trực tiếp với em gái của mình qua Facebook. Cô cũng chưa hiểu hết là Facebook như thế nào, nhưng mà cô vào để tìm hiểu. Thế thì cô thấy rằng là vào Facebook thì cô có được có cái lợi rằng cô xem được nhiều tin tức. Sử dụng máy tính ở tuổi này là một việc khó. Đánh từng chữ một. Không thể nhớ tất cả các bước sử dụng Facebook. Ông Sơn phải ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ. Tôi học cái lớp này là để tìm hiểu và học hỏi những cái thông tin trên trang mạng, biết được nhiều điều, mở mang được cái kiến thức và sự hiểu biết. Bây giờ là lớn tuổi, thời gian cũng rảnh cho cô đi học Internet đi cho biết thế giới tí, nhưng ở nhà nhờ cháu, nhờ con ngoài gì nó cũng kỳ. Giáo viên hướng dẫn của lớp học là những người tình nguyện giảng dạy. Và với những học sinh đặc biệt, họ cũng cần có cách dạy đặc biệt. Nếu mà dạy cho người cao tuổi á, thì mình có gặp những khó khăn như là các cụ hay quên, phải kiên trì một chút, cứ qua bữa sau là cứ quên quên vậy đó. Nên mình phải ngày càng nhắc lại với các cụ nhớ. Đến nay, lớp tin học của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ này đã giúp khoảng 1.500 học viên lớn tuổi tiếp cận với máy tính tốt hơn. Các cái học viên khi đến tham gia lớp học này thì điều mà ban tổ chức, những người mà phụ trách lớp học cảm thấy ngưỡng mộ nhất đó là tinh thần học hỏi và yêu đời của các cô chú. Vui vẻ và phấn khởi là điều thu được khi các học viên cao tuổi rời lớp học. Facebook, các trang mạng xã hội đang giúp họ thêm những điều mới mẻ và hiểu hơn về giới trẻ hiện nay.